Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 8 tháng 12, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phan Thanh Hữu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Quảng Anh 16 năm tù. Đào Ngọc Viễn 54 tuổi là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng 17 năm tù. Nguyễn Minh Đức 10 năm tù về hành vi buôn lậu xăng dầu. Các bị cáo cũng bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng. Đối với nhóm bị cáo là chủ các cây xăng, tòa xác định có vai trò đồng phạm giúp sức với hai ông Trùm, trong đó Nguyễn Hữu Tứ bị phạt 15 năm tù, người tình của bị cáo là Trần Ngọc Thanh bị phạt 6 năm tù. Riêng cụ cán bộ hải quan Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo hội đồng xét xử, hành vi buôn lậu của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tác động xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, gây rối loạn thị trường, làm thất thu ngân sách nhà nước, tác động lớn đến người dân. Bị cáo Hữu Viễn và Đức là chủ mưu của vụ án, theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn, Western Sea 5.000 tấn, vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.